chiu bé yêu nhà ai mà dễ thương thế nào? Anh nói chiu bé yêu nhà ai mà đẹp trai nhất nào? Vẫn là anh. Chiu ông chờ đi chơi. Chiu cái gì mà chiu? Em ngủ cả chiều rồi tối em vẫn đòi chiu nữa. Anh còn rất là nhiều việc. Bạn đến à? Bạn ngồi đại bảo bình tí nhá. Chiu. Thôi, không làm nũng nữa. Rất là sở ra gà. Anh còn rất là nhiều việc. Thông cảm nhá, nhiều khi bạn gái làm nũng quá hơi bất tiện. Anh vừa bảo em bón cho anh mà. Không như mày nghĩ đâu. Đòi nào? Thôi em đang làm việc mà sao em cứ. Thôi còn miếng cuối bé yêu của em ăn nốt đi nào. À. Anh chiều anh nốt lần này rồi đấy. Bay ơi, bay ơi. Không ăn chỉ để ta ăn. Thế nhá, nhanh lên. Em để bạn ăn hết tôi thua của anh. Bạn ơi, anh lấy đi anh ăn, lấy đi anh lớn. Anh vừa dở giọng ra trưởng mà. Anh để hộp tôi thua thôi anh đây. Em phải giữ lại chứ. Cho chung tiền cho anh hát. Hai hộp. Hai hộp lên nắp. Một cầu. Mày hỏi chắc nhận được thôi. Không bón thôi anh. Ừ. Chào nhá.